Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phản Bổn Hoàn Nguyên. Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 3 năm 1977. Phật giáo thường nói phản bổn hoàn nguyên, có nghĩa là chúng ta xưa như thế nào thì trở lại như thế đó, song khi xưa bổn lai như thế nào. Lúc xưa cái gì cũng chẳng có, cho nên bây giờ hoàn nguyên, tức là quay trở lại trạng thái mà cái gì cũng chẳng có. Thế mình có một chút chấp trước, tức là có chướng ngại thì không thể ra khỏi tam giới, cho nên nhất định phải phá thủng mọi chấp trước. Khi tới chỗ chẳng có gì cả thì đó là lúc mình khôi phục lại bộ mặt thật của chính mình. Hiện tại mình muốn có cũng chẳng được, chờ tới khi mình chẳng muốn gì cả thì mọi thứ đều có đủ. Trí huệ sẽ hiện tiền, thần thông sẽ hiện tiền, diệu dụng sẽ hiện tiền. Tại sao mình chẳng có trí huệ thần thông? Là vì mình đi hết chỗ này đến chỗ khác, lượm lặt những thứ rơm rác, còn những thứ vàng bạc châu báu thì mình không muốn. Cái bản hữu quý giá của chính mình thì mình chẳng muốn, lại vứt bỏ đi mà chỉ đi tìm những thứ rác rưởi, rồi tự cho là mình thông minh lắm, đúng ra thì thật là hết sức si mê vậy. Ha ha ha,